đồng đồng thế đấy, xong rồi đấy. Khu vực em còn lớn không? Đây đẹp nhất vừa này. Cái này về trồng rồi, em cứ trồng cái này. Nơi sống của tất cả mọi người muốn. Được. Xin quê. Về tưới thì. Sung siếc la liệt ở mùi cái hàng cái hoa mộc của đại gia ở đây đấy, đúng không? Đúng không? Đấy khu vực của bắc trung dâu đây. Bảo lấy cái này ông bảo lấy cái này. Đi tay cầm được. Xong rồi, đấy lại xong cây nữa. Mà bán thôi. Đấy, hàng nào có người mua dễ bán. 4 lít à? 4 lít một cây này. Không biết bán bao nhiêu cây đấy? Được cả. Cây kia không biết bán bao nhiêu tiền? À, 250. Cây mưa mua cây kia 2 lít. Đấy, bán chạy thế. Cái nào đâu? Ma Hán. Đa Long. Đường về. Đường ghê, hôm nay chợ không có mấy mà tập trung đông ghê, không có cây mà có người đi. Lại làm phiền anh Trung tí nhá. Cho lên xong. Phèn đen nhìn đẹp quá nhỉ. Từ là chuẩn luôn, ở bên này chuẩn rồi. Đèn đen. Xa xăm ông cụ, xa xăm nhìn này. Đấy. Phèn đen đúng không ạ? Phèn đen mà hay mọc hoang và tự nhiên đấy, vừa rào vừa rộng. Xa xăm một tí. Trời mời đang hoa, đang quả. Hồng Ngọc Mai ôm hòn đá. Đấy. Hoa thơm, quả đẹp. Đi. Đây, phèn đen này. Trời mòi này lâu dụng quả lắm. Trời mòi. Trời mòi này thì nếu mà quả nhiều nó cũng như rất là nhiều cái chùm này và ăn chua chua, chín thì ngọt. Rất nhiều giống trời mòi các bác, nhưng mà trời mòi nào thì cũng quả chùm như này. Có loại quả to, quả nhỏ, nó có loại lá khác nhau. Nhưng mà về cơ bản trời mòi thì đều quả chùm như này. Mùi mộc thơm thế.
chung mới lại vào uống nước rồi không hỏi giá được. Xì cổ này. Xì cổ này. Xì này chơi hay đấy. Sau làm cái bóng làng thì hay hơn. Giờ đang hơi cao. Cái này mà là sang hai bên làm cái bóng làng thì hay hơn. Đấy là quan điểm của mỗi người nhưng mà. Hoặc là để cái này cũng được rồi. Này cũng phải là phải tầm 5 đồng. Phải tầm 5 đồng. Xì cổ. Xì xanh đang rất là hot đấy các bác. Xanh quê ấy nhá. Tất nhiên cốt cán nó phải đẹp chứ làng nhàng thì chả cây nào có giá trị. Đắp rêu xanh mướt. Đấy, rất là già, già trắng thân. Làm cây thiên nhiên rất là hay. Giá mà cái cốt thật của nó này, giá mà cái cốt thật của nó ra được đến đây này thì thôi rồi, hôm nay cây này không phải ít tiền nhưng về thu ngắn hết, làm cái bóng làng thu ngắn, các cũng làm cái bóng làng đuổi sang bên này nhiều hơn chút. Này bên này khá thấp xuống. Đây của bác Trung Dâu ấy à. Nhưng mà chưa biết giá cây nào cả. Thì đang có khách đang ngồi uống nước kia. Chắc đang bàn bạc giá cả rồi đấy. Dâm bột. Cái này bao nhiêu? 350. Dâm bột. Vẫn còn cái hoa mắt đấy. Các giúp giúp hoa. Để sang chỗ đây này, còn một khung cảnh cuối chợ. Đằng kia thùng là hán, thùng cối nhiều lắm. Ra chỗ anh Kiện xem nào, cây cối nào. Khu vực của anh Kiện là hôm nào chuyên cây khủng bố đây. Vừa ngồi thấy ngồi đây rồi không thấy đâu. Sùng phi lao. Phi lao. Đây kiện. Bên ông Kiện đi đâu rồi nhỉ? Không biết bao tiền. Được. Alo. Đây nhỏ rồi em. Không cây khác. Đúng rồi. Sung quay nhiều cái sung lắm, chả nhớ là hỏi cái nào. À, cái cây đấy là ông anh đang lấy rồi, đang ở nhà rồi. Vâng. Ở Vạn Phúc nhưng mà đưa về nhà rồi. Rồi. À không, thì họp đúng thì 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch thôi. Đấy. Ở đây hôm nay đang họp á. Này. Nhưng mà chả cây mấy. Nhá. Kinh đấy, lại hàng khủng bố đó.
ngoài bao tiền anh? 25 triệu em ạ. 25 triệu. Quay lên về để cái số điện thoại của anh ở lại. Quê nhỉ? Quê nhỉ? Đọc anh đọc luôn đi. 25 triệu. Không, đọc số điện thoại luôn vào đây này. 0936. 0936. À 0967. Quên, 0967 nhầm nhá, 0967. 113. 113. 013 nhá. Tích alo nhá. Chuyên hàng đại khủng bố đây. Xanh to đây. Thích nha. Đấy, bên quê. Và cái chuyên hàng to nhất ở chợ này đấy. Kinh nha, da riết như da cóc. Ngu sắt. Hai lăm đồng. Có thương lượng. Đấy, làm luôn. Làm luôn. Làm luôn. Anh Năm Điền đây. Vâng. Anh còn đừng quay người cả em. À, người đẹp mà. À. Người đẹp, siêu mẫu. Siêu mẫu. Siêu phẳng. TV siêu phẳng này. Đây là em đăng mấy cây là của nhà đấy à? Dạ. Đăng mấy cây là của nhà đấy à? Cây nào nhỉ em? Đăng nhiều lắm. Phôi. À, của em á? Ừ. Em mà đăng lên thì là của em hết. Có anh còn có cái bể phổ đâu á? Mày hỏi anh mày hỏi mày đừng có đá đi. Hỏi ông anh đang xem một đứa đá cái trả lời như thế nào nữa? Đá như đâu? Thế nào? Bể của nó tầm cơ rộng 60 dài 70. Thế rộng dài 60 được. Đấy. Còn kia bề thế sình sưng. Có đấy. Đâu? Cho em xem anh, có anh không? Nếu mà không có anh. Ở nhà gì? Hồi trước giá anh 800 nó cũng bán. Được rồi, không quan trọng. Đang thích nhưng con... Nếu mà anh không, ở nhà anh đi. La Hán kìa kìa. Thế là đi vào vẫn rồi, vào nhà lên nhà đấy. Anh nhà hai anh em ra kia. Đó làm giá. Được rồi, chiều em mặt giá anh nhá. Chỗ anh dạo này chuyển đi đéo đâu ấy. Thế là... Rồi các bạn ạ. Để... Mẹ mất. Để xe kia rất là mất. Rồi, bỏ mẹ. Rồi. Cảm ơn nha. Bết series phim video về chợ Vạn Phúc chủ nhật hôm nay nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chuyên tiếp theo.